Rồi hôm nay May Công quá cái nick xin giới thiệu với các bạn, đây là tôi trồng cây hồng giòn. Cây hồng giòn thì nó có trái khoảng tháng 11, 12 và nó có cái nghiệm ăn khoảng tháng 4. Thì các quý vị thấy là cây hồng giòn nó cây như vậy. Thì cái trái nó năm rồi tôi bị mưa đá nó trụng rất nhiều nhưng mà trái nó như vậy. Thì trái nó rất là bự. Thì tới tháng 4 này là mình có ăn, nó bắt đầu nó vàng lên. Đó, trái nó bắt đầu vàng là như thế này. Thì để trồng cái hồng này tôi không bao giờ tôi tưới nước, đặc biệt là tôi xài cái hố ủ compost như thế này. Thì cái thùng này là được mua ở bên Niền khoảng 39 đồng thùng. Thì tôi đào đất ở dưới âm cái thùng này xuống, thì tất cả những thức ăn như thừa thải trong nhà bếp thì đổ đây. Thì trong cái thức ăn đó gồm có nước rửa rồi cháo cơm rồi xác bả gà hay là thực vật động vật nhân dân, thì để đây nó ủ nó một thì con giun từ dưới đất nó sẽ lên đây nó ăn trong cái phân này và nó phân hủy dưới đó, và cái nó tải ra cái lượng nước dịch giun cũng như là cái nước từ cái chất thải trong trái cây trong rồi nó ra, thì cái cây hồng này nó có nước nó xài, vậy là nó xài quanh năm. Nó quanh năm thì tôi chỉ cần yêu cầu như thế là cái cây hồng không cần tưới miếng nước nào cả, mà hồng rất là tốt. Cây hồng này được gần 4 năm rồi đó, tôi mua cái cây chiết cái gốc từ bản pha lớn thôi, thì phần 4 năm thì cây nó được pha lớn và bắt đầu nó ra trái. Hồi cách đây là năm trái, lần này là trái lần thứ ba rồi. Thì tương tự này, ví dụ thấy là đây đằng kia tôi cũng có trồng một cái giống cây hồng khác. Cây hồng ở đây là cái hồng trái giòn nữa mà lộ nhỏ rất là ngọt đó. Thì ở đây tôi cũng có xài cái hố, cái túi, cái ủ phần compost đó, tất cả những rác thải trong nhà tôi đưa đây, tôi ủ đây đó. Thì nó có nước nó rỉ vô thì dùng dưới đất nó tự nó vô nó ăn nó phân hủy thành hạt chất hữu cơ, về cái lượng đạm chuyển hóa cái chất hạt thải hữu cơ thành cái đạm dinh dưỡng rất tốt cho cây trồng. Ví dụ thấy cây hồng lá như vậy nè, cái lá hồng như thế này là rất đẹp, rất là tốt, rất là giàu dinh dưỡng, nó mới được cái lá như thế này. Thì hy vọng là cái vụ năm sau cái cây hồng này trái sẽ rất là nhiều, nó rất khỏe, chúng ta thấy không có sâu hại gì hết. Đó, thì mỗi một gốc cây nếu mình trồng ở hộ gia đình nhỏ nhỏ khoảng 5-10 cây thì mình nên có mỗi gốc một cái hố như thế này. Thì mỗi một thùng này khoảng mua ở second hand đầu cũ thì khoảng 50 đồng thùng, còn đầu mới thì khoảng 30 tới 35 đồng đó. Thì mỗi cây mình cho gì thì đảm bảo qua năm mình không có phải tưới nó nhiều, từ cái nước cái thải trong cái compost này nó thải ra. Thì mình đây mình trước đó mình đào một hố sâu thế này, mình úp cái thùng này là cái dưới là nó không có đáy, mình úp vô thì mình tất cả mình đưa nó vô đây nó đầy vậy đó. Lâu lâu mình tưới cho thêm miếng nước để cho mà con giun con đồ nó lên để nó ăn, đặc biệt là nó ăn nó phân hủy rất là tốt. Thì đến một thời gian nào đó có thể mình dời cái hôm cái này qua một gốc khác, thì tất cả thải này cho xuống cái này dời qua gốc khác, thì quanh năm thì nhà bếp của mình thực cái dư thực phẩm dư thừa trong nhà bếp mình đều không bỏ đi và tận dụng tái sinh lại, gọi là nông nghiệp circular economy đó. Đây gọi là tái sinh lại những cái compost, luân chuyển lại thành đạm dinh dưỡng cho cây trồng, đặc biệt là cây ăn trái đó. Thì xin chia sẻ với quý vị đó là cái việc làm của Mê Công Organic từ ở cấp hộ gia đình nhỏ nhất mà chúng ta có thể phát triển ra những cái trang trại. Xin cảm ơn hết.